sao làm kiểu sao vậy hả? Tim tim sao? Tim tim cười cười tim nha nè, tim tim. Vậy hả? Rồi ôm cái ba lô lên đi, ôm ba lô lên. Ai mua cho con vậy? Rồi cảm ơn ông nội chưa? Cảm ơn ai? Ủa, cảm ơn ông nội chứ. Bé nhà mình, bé Sang tự khui lấy dầu cá uống nè. Bé Sang xin chào quý cô bác anh chị nha. Xin chào mọi người. Uống một viên chứ không phải ba viên. Rồi con lấy đi. Rồi, đâu, quay cho mọi người coi. Hả miệng ra coi. À, rồi giỏi quá. Đã đóng nắp lại. Rồi cắn vào cái bắp. Đây. Tiếp theo là ly nước diệp lục. À. Bé uống dầu cá là một cái cách uống này chưa chắc người lớn chúng ta có thể uống được. Nhưng bé uống được bằng cách này là bằng cách bỏ viên dầu cá vào miệng và cắn một cái bắp, bẻ viên dầu cá ra. Sau đó uống tiếp theo là nước diệp lục để tráng miệng. Bé rất giỏi nha. Thì đây là một cái thói quen, giao cho bé một quyển nhật ký chăm ngoan và mỗi ngày bé uống xong một viên này là bé tự dán tem vào quyển nhật ký chăm ngoan để cuối tuần chúng ta khen thưởng bé nha. Bé tự uống thuốc. Đó, rất là giỏi. Rồi uống hết nước diệp lục luôn con nha. Đây là một như cái cử buổi ăn sáng các bạn. Thì đối với dầu cá Omega Light 3 Riso này thì nó có tác dụng giúp giảm cholesterol, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch dành cho trẻ em và tất cả những người trưởng thành đều có thể dùng được nha các bạn. Thì mọi người nên lưu ý là thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc để chữa bệnh. Đó. Và giúp cho chúng ta có làn da rất là đẹp và mắt thì rất là khỏe, rất là tốt khi chúng ta sử dụng sản phẩm này. Ô, cửa sổ. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.